bà mà đăng hình lên nhà chó vô liếm lườn bà nữa. Trời ơi trời, nó nghe bà lên anh cho bà khỏi bán luôn. Không, tao có buôn bán gì đâu mà bán. Giờ tao hết hàng rồi. Tè tao nói cho tụi bay biết trước nè. Nè, thông báo chị em nè, nếu những chị em nào bán đồ của Hàn Quốc, bây giờ là không có hàng bị về Hàn Quốc, không cho gửi vô Đài Loan, vì tổng thống Đài Loan không cho đồ Hàn Quốc nhập vô. Những chị em nào bán đồ trên mạng mà Hàn Quốc, mấy chị em nên nhớ, tiền mắc tật mang, đó là cái mặt như cái mâm luôn đó, đụ mẹ này, nó sầu lồn của nó. Hàn Quốc là cấm cả tháng nay rồi, em đâu có gì để buôn bán đâu, em ngồi em chơi nè mấy chế ơi, đó, rồi em rảnh em về Việt Nam, mà đụ má chưa về nữa, là đủ con đĩ mẹ nó bơi vô. Trời ơi, ta nó chưa về mà nó hử mùi hay luôn mấy chế. Nó hử cái máu lồn em tanh tanh ghê luôn chưa. Tại nó em chưa về luôn á. Phải lên nó làm gì đó. Nếu mà về chết mẹ rồi. Bà nói quá trời luôn. Chiến này nó còn thế giới luôn. Chiến này. Con tụi lại chim, lại chim, lại chim. Còn chó. Qua cái gì? Tụi má tụi bay chửi gì tụi bay chửi đi ha. Để tao nhìn cái nào tao ít thì tao đọc được, bị tao không có biết chữ. Tao biết thì tao đọc, tao trả lời tụi bay. Miệng gọng ghê. Trời ơi, Lê Quốc Thái ơi, nghe nè nha. Người ta nói ngày xưa đàn ông miệng gọng thì sang, đàn bà miệng gọng tan quan cửa nhà, đúng không? Còn đời nay đàn ông miệng gọng thì sang, đàn bà miệng gọng vàng đeo tới mép lồn. Mày biết không con ngu? Hả? Đó. Thời buổi bây giờ đàn bà mà miệng gọng vàng đeo tới mép lồn, tụi bay biết không? Bỏ nha không, đừng ngu nha không. Thôi nói vài câu xuống đi. Em ơi, cho anh hỏi địa chỉ nhà em đi. Trời ơi trời, Nguyễn Giang ơi, địa chỉ nhà em đó, em ở Đài Loan he. Em ở Đài Loan, em ở Lũng Anh Lu, Chiều Xích Chiều Hao, Ba Lộ Chư San. Nhưng mà em hết máu lồn và bị cái lũ Việt Nam nó uống hết rồi. Hồi chưa giờ uống mấy ngàn like luôn, anh nghĩ nó còn cái gì nữa. Uống mấy ngàn like luôn á, trời, 10.000 like luôn á, bà nội cha đó. Mà khỏi mình buôn bán cái gì đâu mà mình câu like. Mình nằm mình ngủ đó, mà bà nội cha nó vậy đó. Sao bà không nói tiếng của bà đi? Trời đất ơi trời, tự nhiên tao ở nước của tao, tao nói tiếng nước của tao, tao đang chửi lộn với tụi bay nè. Thì tao nói tiếng nước tụi bay nè, đó. Tao nói tiếng mẹ đẻ tao nè, tao chửi lộn với tụi bay nè. Đó, tụi bay chửi tao mà tụi bay kêu tao chửi nước tiếng nước đài. Tụi bay đâu hiểu đâu, lũ chó tụi bay đâu có thông não đâu. Tao phải chửi tiếng của tụi bay. Đó, tao chơi như vậy đó, là chửi lộn tụi bay đó. Còn tao chửi với Đài Loan, tao chửi tiếng Đài Loan. Hè, hè. Người nhà mày ở Việt Nam không? Trời ơi, tao có nhà ở Việt Nam, mày lại mày liếm lồn tao hả gì? Hả? Trời đất mẹ ơi, má Loan ơi, bây giờ nó hỏi mày có nhà ở Việt Nam, tao có nhà ở Việt Nam, mày lại liếm lồn tao hả gì? Nhưng mà đợi đi, bao giờ tao về rồi lại tao cho mày liếm. Bây giờ tao chưa về, tao chưa về, mà tao biết ồn ồn như máu lồn, dồn máu não vậy, tao chịu nổi không chứ? Việt Nam chửi người Việt Nam. Mẹ đến mẹ để Việt Nam chửi Việt Nam. Đúng rồi, đủ mẹ phải. Bây giờ là nó chửi tôi chửi nó dùng tiếng Việt Nam chửi nó. Chứ nó chửi mình trước mà. Trời ơi, tao nói cho mày nghe nè, mẹ cha tao đẻ ra vinh hạnh lắm đó. Đẻ ra cái lũ tụi bay mới nhục nhã đó, đủ má tụi bay suốt ngày lết lồn đi nói chuyện thiên hạ. Chuyện gì nữa? Bà Loan, đủ má tôi đang ngủ dậy. Đủ mẹ chưa biết chuyện gì hết trơn á. Tôi hôm qua tôi định Việt Nam tôi mua vé, tôi kêu Hồng Hòa đi rước tôi. Cái xong con cháu tôi nó cho tôi về. Nó nói chứ người ta nói nước ngoài về đó là người ta kêu công an bắt. Người ta ghét cái lũ nước ngoài lắm, dì ba ơi đừng có về. Dì ba ơi, dì đừng có về, lũ Việt Nam á người ta ghét dữ lắm. Lũ Việt Nam nó ghét lũ nước ngoài về lắm. Đó, tôi mới đăng lên, tôi mới nói là đủ mẹ mày không cho tao về. Tao không về mày hút cất mẹ ăn. Đủ má mà nó chui vô nó chửi tôi vậy đó bà. Nó chửi tôi vậy đó bà. Nó kêu công an lại cách ly tôi này kia nọ. Đủ con đĩ mẹ tụi bay làm gì cách ly tao hả? Một ký cái gì tao không hiểu mà chạy nhanh quá trời. Đủ má đi, nay là chim chạy nhanh quá không đọc được bà ơi. Bà mẹ và gia đình chị này đi về Việt Nam đi cả nhà. Trời ơi, tao sợ tụi bay quá. Tụi bay kiếm mẹ tao. Nè, tao chỉ cho mày kiếm mẹ tao nghe không. Nè, tụi bay chuẩn bị nè. Một khi kiếm mẹ tao, đâm đầu ra xe lửa xe hơi, kiếm được mẹ tao liền. Cứ đâm đi.
đâm đầu cái xe lửa xe hơi kiếm được mẹ tao liền, cứ đâm rồi kiếm mẹ tao ha. Lũ Việt Nam là có bố mẹ mày hả? Đúng rồi, đúng rồi, lũ Việt Nam cũng có bố mẹ tao, tao công nhận. Nhưng mà tụi bay cũng chữ đàng hoàng. Đủ mấy cái lũ nước ngoài là cái lũ gì ha? Đủ mẹ cái lũ nước ngoài này nó không tài trợ nước Việt Nam, nước Nam đối nhân găng. Tụi bay mở miệng ra tụi bay chữ lũ nước ngoài, tụi bay có ăn học quá tụi bay chữ tao, đúng không? Tụi bay chữ tao lũ thì tao chữ lại lũ. Đủ mẹ tụi bay, tao sợ tụi bay à? Tao sợ tụi bay à? Cái lợi mày cách ly làm gì tốn tiền à? Đúng rồi, đúng rồi, cái lỗi tao mà cái lũ chó tụi bay cách ly làm sao đưa cho lũ tao ăn, đúng không? Bởi tao đâu có về đâu. Trời đất mẹ ơi, mày thấy tao ăn không? Mày cách ly tao bay nuôi tao nổi. Trời ơi trời, đừng có chữ nữa nghe không? Đã xấu còn thích làm trò. Trời ơi vậy mà có chó bơi theo tao, đủ má nghe máu lườn tanh tanh. Trời ơi nó bơi như là chó ăn cứt vậy đó. Trời ơi trời, liếm lườn hả mày? Mày trời ơi, làm cái gì tao? Trời đất ơi, nghe tanh tanh máu lồn hùa. Cái dạng hùa đó, trời ơi, làm gì tao? Máu lồn tao quơ, tao quất cho liếm ha, xong rồi đi hà. Bà không nghe người ta nói hả? Tao không có tại chợ. Tao có tiền, tao ăn mắc gì tao phải tại chợ. Nhưng tụi bay nên nhớ, đừng bao giờ chữ cái lũ nước ngoài này, nước ngoài nhỏ nọ. Vì có cái lũ nước ngoài mới tại chợ Việt Nam. Chứ bay nghĩ đi, bay chữ tao lũ này, lũ nước ngoài này, lũ nước ngoài nọ. Không có cái lũ nước ngoài tụi cái lũ Việt Nam bay được như vậy à? Hả? Còn tao, tao không bao giờ tại chợ đâu, tụi bay biết. Trời ơi trời, để tao mua vàng tao đeo. Mắc gì tao tại chợ, tụi bay chữ tao. Tao đâu ngu. Trời ơi, tao đâu có ngu. Cái miệng của tao đó, đừng vừa bà cô nội mày luôn đó, chứ đừng nó bằng vừa cái cống. Bà cô nội mày tao cũng nhét vừa luôn á, thiệt. Đừng nó bằng cái cống. Nít đi mẹ. Thôi chữ nhiêu được rồi, xuống đây, xuống đi ăn đi. Cái gì đây, cái gì đây? Đang khuê thuốc hả mẹ? Ở lại chị. Trời ơi, tao xin lỗi tụi bay à. Có lũ Việt Nam bay hay đập đá, hay hút xì ke ma tí. Trời còn tao minh mẫn nó bay, tao cũng đâu có uống rượu uống gì mấy bay đâu. Bay mở miệng bay chửi người ta cái là uống rượu, ăn ngáo đá. Trời có lũ tụi bay mới ngáo á tao. Trời ơi, bay thấy không, tao chỉ có ăn thôi. Tao nói thiệt, mấy cái đó là nô đi. Ê, chữ người ta lũ nước ngoài cái người ta chửi lại cái đó. Bắt đầu gài. Ừ, trời ơi, xúc phạm mà. Ừ, cũng lông lồn. Trần Phan Du à, bớt xem đi, đi nghe anh. Đúng rồi, bớt xem đi, bớt xem đi. Đừng chui vô nhà em mà xem bậy bạ vẫn dơ nữa. Bị người ta hay nói câu là nhà mình ở đừng vô nhà người ta. Mà vô nhà người ta thì mình phải có lịch sự. Mà vô nhà người ta mất lịch sự là người ta cho liếm máu lồn. Đó, nên nhớ. Không hiểu sao chỉ có người cưới chị. À, Nguyễn à, Hoàng An ơi, tao nói thiệt chứ mày, người ta nói á, ti nó xấu xấu nhưng mà ở trong nó đẹp, ti ở ngoài đẹp đẹp nhưng mà ở trong banh chành bày nhầy cho mày biết không? Tao có giá lắm đó mày. Trời ơi trời, cưới tao là phải chục cây vàng đó mày, một căn nhà đó mày. Trời ơi, mày đừng có hỏi tao câu là ai cưới tao. Trời ơi trời, đẹp trai hơi bị hết đẹp trai đó mày. Trời ơi, mày nghĩ sao vậy mày? Chị cũng người Việt Nam đó, chị chửi Việt Nam à, chị tự chửi chị đó. Ai mà sao chửi lộn với người ta mà gài ta? Em ơi, chị xin lỗi em nha. Em biết á thì em nói, không biết thì thôi. Tại nó chửi chị lũ này lũ kia thì chị chửi lại lũ, chị đâu có sợ nó đâu. Đó, bởi vì mình chửi người ta là người ta chửi mình lại. Mình gom người ta lũ là người ta gom mình là lũ. Chứ chị cũng là người Việt Nam mà em. Chị về ở Việt Nam, chị về Việt Nam.
là quê của chị về đâu có mắc gì đâu, chị đâu có đào một cúc mã tụi em đâu đúng không, mà sao tụi em nói cái lũ đừng chửi người ta em ơi. Cái lỗi mà sao nè, chị tuy xấu thiệt, chị có chồng cứ hỏi chị đàng hoàng, chứ chị không phải mà cái dạng mà cái bà lồn kia bà lên bà tiễn con cái con tiễn tiễn trai cho con chị cho tiễn chồng, còn chị không có tiễn đâu em ơi. Có người chị đẹp mỹ miều mà trời xanh ra là đẹp mỹ miều, có người tự hỏi cưới chị em ơi, đâu có cần. Tỉnh Thất Bồng Lai. Trời ơi trời, Nguyễn Xin đi kiếm đâu hả? Nhỏ hút. Người Việt Nam mở miệng ra người như em ơi, em mở miệng ra em đừng chửi chị đâu có chửi tụi em đâu. Tụi em mở miệng ra có bông có hoa là chị mở miệng ra có bông có hoa. Còn tụi em mở miệng ra mà đủ má lồn cặt giá thì chị mở cái này anh hùng bàn quý mà thấy không. Trời trời, tôi mới cứ nói là tôi về Việt Nam tôi gọi điện cho ông Hòa, nó Hòa ơi mà em rảnh em dám đi rước chị không, em đi rước mình em thôi. Đủ má nó lên nó chửi tôi mấy ngàn like luôn bà coi. Đủ má cái đúng là tao nói nè, mỗi vàng mỗi bạc đấy, thấy mỗi lồn không à, thấy mỗi lồn không à, trời ơi tin như chớp bay không, trời nào là nhà báo Nguyễn Xin nè, công an nè, tòa án nè, đi đến nhà chị kiếm chị, trời ơi trời, nghe tanh tanh thôi, trời ơi trời ơi, cả thế gian đi tìm chị, tao ngồi một đống đây nè, tao ngồi nè, tao ngồi một đống đây nè, làm gì tao, liếm lồn tao làm gì tao, trời ơi cũng vừa vừa thôi chứ. Tưởng đâu vậy, tưởng đâu xấu mỗi cái bản thân thôi, ai già luôn nhân cách. Trời ơi, em nói ai vậy em? Em nói ai vậy? Em vô em coi từ đầu tới cuối em hả, mở miệng em nói nha, em cũng ở Đài Loan đó nha. Em cũng ở Đài Loan đó nha. Đủ mẹ anh em mình ở Đài Loan mình đi về mà nó chửi mình, nó nói cái lũ nước ngoài không cho về. Về đi cách ly này cái nọ, đủ mấy tao đăng tao lên tao về. Vậy đó mà đủ má nó chữ nào là Nguyễn Xin đi kiếm tao nè, này cái nọ chữ chữ mấy ngàn like luôn, em vô em coi đi chứ em đừng có vô đây mà em bấm mấy kiểu đó. Em cũng là người ở Đài Loan đó nha, tắt like chim làm không ai chửi nữa. Ok tin vô biết bao nhiêu like chữ không, trời nó vô trong like trong FB chị á, chị đang ngủ chạy đi chữ mười mấy ngàn like luôn, nó vô nó chửi chị á, nó chửi nào là nó đăng hình chị quá cho hình lên luôn, nó nói chứ là vậy bà này tên gì, tao tên bà nội cha nó, tao tên gì, tao tên bà của nội cha nó đó, cũng vừa nó chứ. Sao vậy con bạn chị về đám cưới y đó, cách ly đâu, mở miệng ra là trời ơi đủ mẹ Việt Nam mình đó nha. Tao nói nha, đầu óc không nói nó thông minh nó khôn lắm mà cái đầu của nó nha, nói nhưng mà nghe nói nước ngoài vậy là đủ má nó sồn sồn, trời ơi nó nghe tanh máu lồn đó mấy má đó, nó đầu óc cái gì đó. Cái loại óc toàn phân chó mà nói phân chó loại gì tụi mấy tụi bay viết nhiều quá tao đọc đéo hiểu, tụi bay đã đọc cái tết viết ít thôi, ý kiến ít thôi, đừng viết nhiều quá. Ôi trời ơi, Trung Nguyễn ơi, em bán hết gia tài em khởi mua được chúng như chị em chứ đừng có cho chị ít ô này ít ô nọ. Mày cũng đâu có cho tao đồng nào đâu, tụi bay chửi tao đĩ này đĩ nọ, tao chưa đĩ, tao chưa đủ trên bàn thờ, tụi bay tao đủ xuống, ha. Tụi bay đừng bao giờ chửi tao này cái nọ. Còn tụi bay muốn cái gì đó thì tụi bay cái tìm hiểu cho rõ,
Sao em nghe nói cách ly mà chị? Không, em không có cách ly. Con bạn chị về đám cưới ngày mai qua nè, ngày mai qua nè, không có cách ly. Đà Loan mình ở Đài Bắc không có cách ly, ở Cao Hùng cách ly, bị Cao Hùng là có người bệnh đó quà. Trời ơi trời, thấy sống nổi không quà? Chị gọi điện cho em, chị nói rồi à, em ơi đi rước chị, con qua con gì, con thư đóng cho về. Đủ mẹ nó, cái chị đăng lên vậy, bà nội cha nó vô chữ tao nổi luôn. Đỉ mẹ nó, còn kêu Nguyễn Xin gì đi kiếm tao nữa, kiếm liếm lồn tao, kiếm tao làm gì? Nó Nguyễn Xin cái tao sợ à. Tổng thống kiếm tao, tao còn đéo kè nữa kìa. Ở đó, mày đặt Nguyễn Xin, tụi bay cũng vừa vừa đó chứ. Đúng, cách ly tại nhà là cho mình về nhà, đám cưới đám tiệc tại nhà. Nhưng mà qua Đài Loan này nó cũng cách ly tại nhà 15 ngày. Đó là qua Đài Loan cách ly, còn Việt Nam không có. Mặt chị sao giống ai? Mặt chị nhìn giống con trùng khuyết tật. Mày là cũng có con lỗi chó lỗi lỗi. Khuyết tật gì đó chứ không phải là lỗi người. Tụi bay biết không? Ha. Đủ mẹ chết đến nơi, đủ mẹ đéo lo. Mà lo xăm xôi việc của người khác, xăm xôi. Trời ơi trời, nghe nghe.